thầy dạy thêm các em đó là bài toán chất béo cộng axit béo. Nếu đề bài cho các em là axit béo no và chất béo no thì khi đó các em sẽ quy đổi về, được chưa? Quy đổi về axit béo no thì quy về HCOOH, chất béo no thì quy về HCOO 3 lần, C3H5 và CH2. Sau đó đề bài có thể cho các em cộng oxy thì thu được CO2 cộng nước. Có thể cho cộng H à, cộng NaOH thì thu được là HCONa CH2 cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Đây thầy gọi số mol của axit béo là A, thì số mol NaOH tác dụng là A và số mol HCONa của A, bởi vì tác dụng NaOH tỷ lệ 1:1 mà. Nếu thầy gọi chất béo là B thì tác dụng NaOH tỷ lệ 1:3 thì là 3B, thì HCONa cộng 3B. Số mol CH2 thầy gọi là C, thì số mol CH2 là C. Thì từ đây thầy sẽ có 4 hệ phương trình. Thứ nhất là bảo toàn carbon, thì HCOH có mol carbon thì là A cộng 6B cộng với C thì bằng số mol CO2. Tiếp theo thì bảo toàn hydro, HCOH có 2 hydro thì là A. HCO 3 lần C3H5 có 8 hydro thì là 4B. CH2 có 2 hydro thì là C thì bằng số mol nước. Nếu đốt cháy có số mol oxy thì các em dùng bảo toàn E, thì luôn luôn có hệ là 2A cộng 20B cộng 6C thì bằng 4 lần số mol oxy. Cuối cùng đó là M muối sẽ luôn luôn bằng 68 nhân với A cộng 3B cộng với 14C. Các em sẽ xoay quanh 4 cái hệ này thôi. Được chưa? Thì xóa nhá. Xuống đây thầy sẽ cho các em làm một ví dụ. Ví dụ 1. Đề bài cho các em là axit bamitic và axit stearic. Thì hai axit này là no, đúng không? Và triglyceride. Thì thầy không biết chất béo này nó no hay không no, đúng không? Thầy đọc tiếp. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thu được oxy và nước. Mặt khác, M gam X tác dụng với NaOH trong dung dịch thu được glycerol và A gam muối. Được chưa? A gam này là chứa hai muối, banmitat và stearat. Thì đây các em đi này, mình có hai axit béo là banmitic và stearic, lại thu được hai muối là banmitat và stearat, thì đó suy ra Y là chất béo no, có thể, được chưa, được tạo từ hai axit trên, được chưa? Bởi vì là ban đầu là hai axit no, thu được hai muối no thì chắc chắn cái Y này sẽ được tạo từ hai axit này, một trong hai axit này hoặc cả hai, được chưa? Thì từ đó thì quy đổi thôi, thì hệ đơn giản rồi, HCOOH HCOO 3 lần C3H5 CH2 qua oxy thì thu được CO2 cộng nước, tác dụng với NaOH thì thu được HCONa CH2 cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Thì từ đây thì gọi HCNA là A, này là B, này là C. Thì đề bài cho số mol CO2 là 1,56, nước bằng 1,52, NaOH là 0,09, thì suy ra thằng này cũng là 0,09, CH2 thì vẫn là C. Thì đầy đủ hệ phương trình ba ẩn đồn đó. Thứ nhất, bảo toàn carbon, HCOOH có một carbon thì A cộng 6B cộng C bằng 1,52. Bảo toàn hydro, các em vẫn có A
cộng 4B cộng C thì bằng 1,52. Trên này là 1,56. Tiếp theo là tác dụng với NaOH. Tác dụng NaOH thầy viết cho các em rồi. Sumon HCNA hay NaOH sẽ luôn luôn bằng A cộng 3B. Được chưa? Và bằng 0,09. Từ đây các em giải ra A bằng, B bằng và C bằng. A bằng 0,03, B bằng 0,02 và C bằng 1,41. Thì M muối, đúng không? M muối sẽ bằng HCOOH cộng với CH2. Thì M muối sẽ bằng 68 nhân 0,09 cộng 14 nhân 1,41. M muối sẽ bằng 68 nhân 0,09 cộng 14 nhân 1,41 thì em ra bằng 25,86 gam. Đáp án là A. Được chưa? Thì bài này lưu ý là phải chứng minh được thằng Y này là chất béo no, phụ thuộc vào ban đầu là hai axit no, sau đó thu được hai muối no, chứng tỏ là Y cũng là chất béo no. Tiếp theo, dạng 2 là dạng chất béo không no, thủy phân thu được tỷ lệ muối. Thì bài này cho các em, thứ nhất đó là M gam hỗn hợp, được chưa, hỗn hợp triglyceride, tác dụng NaOH vừa đủ, thu được 3 muối có tỷ lệ là 5 chia 2 chia 2. Hydro đô hóa an toàn M gam X, thu được 26,14 gam chất béo no. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần 2,375 mol oxy. Thì đây mình làm bình thường thôi. Thứ nhất, đề bài cho các em muối tỷ lệ là C17 HXCONA, C17 HICO, C15 H31CONA. Thì thầy gọi số mol cái này là 5A, cái này là 2A, cái này là 2A. Thì từ đây thầy suy ra, bởi vì là chất béo thì gồm những chất này, thì thầy quy về HCOO 3 lần C3H5, CH2 và hydro. Thì ở đây các em có số mol muối, đúng không? Số mol muối bằng 9A. Thì dẫn đến số mol chất béo bằng 9A chia cho 3 bằng 3A. Bởi vì là nếu phương trình bình thường, chất béo RCO 3 lần C3H5 cộng 3NaOH, thì các em thu được RCONA cộng C3H5OH tất cả 3 lần. Thì là 3 muối chưa? Thì cái này 9A thì suy ra ST là 3A. Được chưa? Đoạn này phải hiểu đoạn đấy nhá. Được chưa? Sau đó mình gọi CH2 là CH2, được chưa? CH2 thì đây các em đi này, C17 HXCONA, nếu cần thì các em phải tách ra là 17 nhóm CH2. Tương tự cái này cũng tách ra là 17 nhóm CH2. C15 thì các em tách ra 15 nhóm CH2.
dẫn đến số mol nhóm CH2 của các em sẽ bằng 5A nhân 17, được chưa? 17 nhân 5A cộng 2A nhân 17 cộng 2A nhân 15 sẽ bằng 149A. Đến nhóm CH2 là 149A. Hero thì các em đang cần tìm, em gọi là B đi, được chưa? Từ đây đốt cháy qua oxy, các em thu được CO2 cộng nước. Còn nếu cộng hero, được chưa? Thì em thu được chất béo no. Chất béo no thì là HCO3 lần C3H5 CH2, được chưa? Mất đi thằng hero. Thì đây, cái này là 2,375. Cái này các em là 3A. Cái này là 149A. Các em nhớ thầy mở lớn cái này bằng 176 nhé. Thì đề bài cho khối lượng cái này bằng 26,14 gram. Thì từ đây các em tìm được không? Tìm được A đã. Các em sẽ có là gì? 176 nhân 3A cộng 149A nhân 14 thì bằng 26,16, 26,14. Từ đây em tính được A bằng 0,01. Tiếp theo, em có oxy, cứ có oxy thì nhớ là bảo toàn E. Bảo toàn E thì là 20 nhân 3A cộng 6 nhân 149A cộng 2B thì bằng 4 lần số mol oxy, 4 nhân 2,375. Từ đây thay A vào 0,01 và ghép tính B. A ghép tính ra bằng âm 0,02. Đề bài yêu cầu tính M, đúng không? M. Thì các em đi, thay vì các em bấm thì các em đã có khối lượng của hai thằng này là bằng 26,14 rồi, đúng không? Hydro là âm 0,02 thì các em lấy 26,14 cộng 2 nhân âm 0,02 thì đáp án ra bằng 26,1, được chưa? Đỡ mất công bấm. Thì bài này các em phải hiểu thứ nhất đó là tại sao ra 17 nhóm CH2, tại sao ra 17 nhóm CH2, tại sao ra 15 nhóm CH2. Thứ hai là tại sao ra 3A, được chưa? Thầy giải thích rồi. Số mol muối bằng 9A thì tỷ lệ là 1:3 dẫn đến là nó bằng 3A.